For the news below and push a notification to get the news as soon as possible. Tam đệ, con gái của đệ quả thật rất cá tính đấy, khá giống cha của nó đấy. Làm gì mà giống ta chứ, rõ ràng y như mẹ nó ấy. Quả thật là giống cha nó bá đạo đấy chứ. Đậm tí đòi phế con trưởng của gia tộc ta. Thẩm Hồng, đừng có ở đây nói linh tinh, Lan Nhược phế nó thì làm sao chứ. Thẩm Phi sức phải ra ngoài làm hại con gái nhà người khác, đáng lẽ phải phế từ sớm rồi. Có giỏi thì đánh thử một trận với ta. Tên mãng phu này, mấy người bình tĩnh một chút. Thành chủ đại nhân, xem là những người này đều rất muốn được gặp Nhiếp Ly, sao vẫn chưa để Nhiếp Ly ra mặt vậy? Nhiếp Ly trước đó bị thương ngất đi rồi nên không tới được đâu. Và đang hôn mê chẳng phải chỉ là do tiêu hao hết linh hồn lực thôi sao? Không sao chứ. Thì đây là đầu tiên tới phòng tiệc của thành chủ. Như thế này chưa người truy sát thâm viên cự ma Nhiếp Ly sao? Mới 4 tuổi đã được vũ tinh bạch cân rồi, thật đáng sợ. Cứ nhà mặt kìa đúng là quê mùa. Còn của Nhiếp Ly hóa ra là có túi à. Và không ngờ Diệp Tử Vân và Tiểu Ngư Nhi lại ở cùng hắn. Vô duyên lo nhiều. Cũng như hắn nói tình thứ. Đây đã ngồi thiên tài sao? Biết sớm đã chăm chỉ tu luyện rồi.